tại sao khủng long lại bị tuyệt chủng? Nào, ta hãy cùng ngược trở về thời kỳ xa xưa trước kia, khoảng 250 triệu năm trước. Bắt đầu xuất hiện những con khủng long đầu tiên trên trái đất. Khi đó, trái đất ấm áp, cỏ mọc xanh tốt quanh năm. Vì vậy, số lượng khủng long ăn cỏ tăng rất mạnh. Khủng long ăn thịt tồn tại nhờ ăn khủng long ăn cỏ cũng sinh sôi. Vì môi trường sống khi ấy rất dễ chịu, nên có rất nhiều loài khủng long cùng tồn tại trên trái đất. Tuy nhiên, từ thời điểm khoảng 65 triệu năm về trước, trái đất đột nhiên khô và lạnh, cỏ không mọc tươi tốt nữa, thức ăn giảm hẳn, số lượng khủng long ăn cỏ trở nên ít đi đáng kể. Sau đó, khủng long ăn thịt, ăn khủng long ăn cỏ cũng suy giảm. Thế là loài khủng long dần dần biến mất hẳn. Nhưng không hiểu tại sao trái đất đột ngột khô lạnh đi như thế nhỉ? Có giả thuyết cho rằng, đó là do một hoặc nhiều thảm họa đồng thời xảy ra. Ví dụ, các thiên thạch va chạm mạnh vào trái đất, hoặc mực nước biển tụt xuống, núi lửa phun trào mạnh mẽ. Quá trình tuyệt chủng của khủng long vẫn còn ẩn chứa nhiều câu hỏi chưa có lời đáp. Vậy sau này lớn lên, các em có muốn thử nghiên cứu về những điều bí ẩn đó không?